bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của Mr. K. Tiền học cho mấy đứa nhỏ đã đỡ hơn 10 ngày rồi. Ngày mai á mà không đóng nữa là cô giáo cô đuổi học. Còn tiền nhà nữa đã đỡ hơn 10 ngày rồi. Ngày mốt mà không đóng nữa là bà chủ hả? Bả lên bà đuổi cả nhà mình ra đường cái đám hết bây giờ. Anh á, liệu sao thì liệu. Anh ở nhà lo kiếm việc làm đi. Cái khổ quá à. Đi đây đây. Tôi sẽ đi đi. Anh ơi, mở cửa. Anh dọn dẹp nhà chưa? Không bé ơi, bây giờ nóc nhà là của anh. Bên này cô đi. Quét nhà lau nhà, rửa chén nấu cơm và còn phải đồ xếp đồ. Nhà to lé mà về cô đơn cũng he. Làm cho tôi đi, rất mệt à. Về cho con đi học nha. Thank you.
mà thích đi vậy á thì sao? Con thấy nóc nhà của ba chưa? Chỗ dựa vững chắc của ba đó. Mày đi ẩu mà mày còn giang hồ hả mày? Mày có thích tao xúc mày tiếp không? Sau này con cứ giống mẹ đi, gia đình sẽ hạnh phúc. Chú Linh tự gì cũng không bằng con sư tử nhà mình. Anh bán căn hộ Mường Thanh hoa hồng được 1 triệu nè, ngon không? Cái gì? Anh bán căn hộ Mường Thanh mà hoa hồng được có 1 triệu á? Tôi thấy anh đi làm xe ôm á, có khi còn được nhiều hơn. Thôi, để tôi cầm tài em đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ. 150 xài tài em đi. Đổ xăng, ăn sáng hồi trưa. Không biết tương lai của cái nhà này như thế nào nữa. Anh ơi, đổ em 30 20 thôi anh ơi. Vậy em cảm ơn.
Anh ơi, sáng giờ em đói bụng quá, anh cho em vài ngàn đi. Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Nếu không phải là đàn ông, cảm ơn anh. Gồng mình lên để đỡ lấy những sóng gió của cuộc đời, những ấm ức không thể nói. Bữa trước khác, bây giờ khác. Hiện tại con có mấy giờ đá bất động sản ngon lắm, con mời con mua nha. Ngon hả? Sao mày không kêu chồng họ nhà mày mua đi? Mày kêu tao làm gì? Lừa đảo giống cái dự án trên TV chứ còn gì nữa. Có chân tao nghe mày. Ơi, cho em học công không, ít rau với chan ít nước thịt, em còn có 13 ngày nè. Sự thành công nào mà dễ dàng có được tất cả. Có những lúc phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và sự tủi nhục.
bằng ý chí kiên cường không bỏ cuộc để đưa bạn tới thành công, thay đổi vận mệnh của chính mình.